Nga đào cả thành phố ngầm bao vây Kharkiv, Ukraine thất thủ tại Donbass, tha thiết xin Mỹ viện trợ MLRS nhưng bị ngó lơ. Các bạn thân mến, nhìn vào sự thất bại của Ukraine ở Mariupol, người ta lại cảm thấy kinh ngạc trước tinh thần chiến đấu của quân đội Nga. Bởi sau nhiều ngày kiên trì bao vây nhà máy thép Azovstal, quân đội Nga đã khiến cho các chiến binh Azov không chịu nổi sức ép mà phải đầu hàng. Và không chỉ ở Mariupol không đâu, tinh thần chiến đấu ấy của quân đội Nga còn được thể hiện ở nhiều nơi khác. Và gần đây nhất chính là ở Kharkiv. Dù đã bị quân đội Ukraine đánh bật khỏi ngoại ô thành phố Kharkiv, thế nhưng lực lượng Nga tại các cứ điểm xa hơn gần biên giới vẫn đang tái bố trí và củng cố vị trí phòng thủ. Thậm chí một vài nguồn tin còn tiết lộ rằng quân đội Nga đã đào được hẳn một thành phố ngầm dưới lòng đất để cố thủ. Thật sự không thể tin được, đúng không nào các bạn? Chưa hết nhé, tại khu vực Lugansk, quân đội Nga đã đẩy lùi lực lượng của Ukraine. Vậy thì Nga đang phòng thủ bên dưới lòng đất như thế nào? Và tình hình chiến sự tại Lugansk đang có gì đặc biệt? Các bạn hãy cùng với chúng mình đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay của TB Trends nhé! Các bạn thân mến, mới đây trên hãng tin New York Times đã có một cuộc phỏng vấn binh sĩ và dân thường ở thành phố Kharkiv. Qua đây tiết lộ về cuộc sống của người dân cũng như tình hình các binh sĩ Ukraine tại Kharkiv sau khi quân đội Nga rút khỏi thành phố này. Cụ thể thì tại vùng đông bắc Ukraine, binh sĩ nước này đang có tinh thần chiến đấu rất cao, lực lượng Ukraine tại đây đang phản công. Trong vòng 2 tuần qua thì họ đã đẩy lùi lính Nga ra xa khỏi Kharkiv, chấm dứt gần 3 tháng thành phố lớn thứ hai của Ukraine hứng chịu pháo kích không ngừng. Trong những cuộc trò chuyện về những chuyển biến tích cực trên chiến trường, binh sĩ Ukraine đã nói về việc một số đơn vị đã tiến đến sát biên giới Nga. Thế nhưng viễn cảnh đẩy lùi hoàn toàn quân Nga khỏi vùng đông bắc Ukraine vẫn còn quá sớm. Bởi vì lúc này, một số đơn vị Nga ở phía bắc Kharkiv đã củng cố vị trí phòng thủ và tái bố trí lực lượng. Cuộc phản công của Ukraine vì thế sẽ khó khăn hơn nhiều. Bên ngoài khu vực Kharkiv, một số đơn vị quân đội Nga ở phía Bắc đang cố thủ ở các vị trí của họ bằng cách đào chiến hào sâu rộng hơn để đối phó với các cuộc phản công của quân đội Ukraine và bao vây thành phố này. Một sĩ quan Ukraine đã tiết lộ với hãng tin New York Times rằng có cả một thành phố ngầm ở đó. Có thể thấy, dù đã rút khỏi vùng ngoại ô Kharkiv, thế nhưng lực lượng Nga vẫn ở đủ gần để bắn phá thành phố. Các cuộc đụng độ ác liệt vẫn tiếp diễn tại những ngôi làng ở phía đông, nơi mà họ mới rút đi. Những ngày gần đây thì quân đội hai nước đã nã pháo qua lại trên một con đồi chạy dọc theo hướng bắc đông của thành phố Kharkiv. Dù quân đội Ukraine đang tràn đầy tự tin rằng cuối cùng họ sẽ có thể giải phóng toàn bộ quê hương của mình và đánh bại người Nga, thế nhưng người Ukraine cũng phải thừa nhận họ đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ các đơn vị Nga đã xây dựng các vị trí phòng thủ rộng lớn ở ngoài Kharkiv. Một sĩ quan Ukraine tên là Tiki nói về khu vực phía bắc Kharkiv rằng có cả một thành phố dưới lòng đất ở đó. Họ đào hào, xây công sự, mọi thứ hoạt động ngầm. Chúng tôi từng thử công phá một lần, đó là một ký ức khá đáng sợ. Tại thành phố Kharkiv, cuộc sống đang dần trở lại bình thường. Thế nhưng tại các ngôi làng ở phía bắc và đông của thành phố, tình hình vẫn diễn biến rất khó lường. Vì sau khi quân đội Nga rút đi đã để lại phía sau nhiều thi thể, các xe tăng và thiết giáp cháy rụi, các chiến hào thì ngổn ngang. Chưa có nhiều người trở lại các ngôi làng từng là chiến trường. Và dù lực lượng Nga đã bị chặn đứng ở Kharkiv ngay từ những tuần lễ đầu tiên của chiến dịch quân sự, thế nhưng lúc này quân Nga quanh Kharkiv đang được củng cố bằng lực lượng rút về từ Kiev. Vitaly Trony, một thành viên của lữ đoàn tình nguyện làm nhiệm vụ trinh sát, điều khiển máy bay không người lái để xác định mục tiêu cho các đơn vị pháo binh Ukraine đã chia sẻ. Họ đang đào hào ở đây. Tại Kharkiv, quân Nga được trang bị tốt, có những người lính thực sự, họ có xe tăng và các vũ khí đời mới. Điều này là bằng chứng Nga coi Kharkiv quan trọng về mặt chiến lược. Johnny còn cho biết thêm, quân Nga đã rời bỏ một số vị trí phòng thủ sau những trận đánh ác liệt tuần trước. Khi thị sát chiến trường thì binh sĩ Ukraine mới nhận thấy mức độ tàn phá mà pháo binh nước này đã tạo ra tại các cứ điểm phòng thủ của lực lượng Nga. Tôi thậm chí không dám tin vào mắt mình, họ không thể nào bám trụ lại dưới hỏa lực như thế, Johnny đã nói. Bên cạnh đó, quân đội Ukraine từ khu vực Kiev cũng đang đổ về Kharkiv. Đáp lại kêu gọi từ Kiev, các đồng minh phương Tây cuối cùng đã đồng ý chuyển giao nhiều vũ khí hạng nặng, từ xe tăng cho tới lựu pháo tầm xa. Và đáng chú ý, Mỹ đã viện trợ Ukraine 90 lựu pháo M777 có tầm bắn lên tới 155 km. Hiện chưa rõ pháo M777 của Mỹ đóng vai trò như thế nào trong cuộc phản công của quân đội Ukraine ở Kharkiv. Tuy nhiên, vũ khí này đã khiến cho các đơn vị Nga tìm cách vượt sông ở Bilohorivka hôm 11 tháng 5, thiệt hại nặng. Tại Kharkiv và trước đó là ở Kiev, quân đội Ukraine chủ yếu dựa vào sự cơ động của các binh sĩ trong phát hiện mục tiêu, cũng như khả năng tác chiến linh hoạt, hiệu quả của các đơn vị pháo binh truyền thống. Trên thực tế, thiệt hại lớn nhất mà quân Nga phải hứng chịu đến từ pháo binh Ukraine, với thông tin do UAV cũng như lực lượng đặc nhiệm cung cấp.
Thế nhưng bất chấp những thành công có được đến lúc này, các binh sĩ Ukraine đã hiểu rằng họ vẫn sẽ phải tiếp tục phải đối mặt hỏa lực áp đảo của quân đội Nga ở Donetsk và Luhansk. Ông Cherny đã thừa nhận, các đơn vị Ukraine có khả năng sẽ mất thêm một số khu vực tại phía đông và phía nam của Donbass. Trong bối cảnh Nga đang tập trung mọi nguồn lực cho cuộc chiến tại đây, ở các chiến trường khác như Kharkiv, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục. Tại làng Brudianka ở phía bắc Kharkiv, các đơn vị Ukraine đã không thể tiến thêm suốt 3 tuần qua. Theo như thông tin mà chúng mình mới cập nhật được, thì vào tối ngày 26 tháng 5 vừa qua, Ukraine đã thừa nhận mất quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Liman ở phía bắc tỉnh Donetsk, trong bối cảnh Nga đang đẩy mạnh tiến công dọc giới tuyến vùng Donbass. Về phía Nga, quân đội nước này cũng cho đăng tải đoạn video cho thấy các binh sĩ Nga hoạt động dọc thị trấn. Được biết thì thị trấn Liman đã thất thủ sau khoảng một tuần từ khi lực lượng Nga ám sát. Một số hãng tin Nga còn nói rằng 500 quân nhân Ukraine tại Liman đã đầu hàng lực lượng Nga. Liman là một trong những đô thị đầu tiên của Donetsk mà lực lượng ly khai miền đông Ukraine giành quyền kiểm soát sau cuộc chính biến Maidan năm 2014. Phía Ukraine đã giành lại thị trấn này chỉ trong vòng 2 tháng và dùng để làm nơi mở rộng các đợt tấn công đẩy lùi phe ly khai. Theo kênh CNN đã nhận xét, Liman còn là trung tâm đường sắt quan trọng hàng đầu ở vùng Donbass. Việc Nga kiểm soát khu vực này giúp họ đẩy nhanh đáng kể đa tiến công tại thành phố Sloviansk gần đó. Trước đó, thành phố Severodonetsk ở tỉnh Lugansk đã bị quân đội Nga bao vây từ 3 hướng khác nhau. Đại diện quân đội Ukraine cũng ra thông báo, Nga đang cố gắng bao vây các thành phố Lysychansk và Severodonetsk ở tỉnh Lugansk, đồng thời tiến công vào các thành phố Bakhmut và Avdiivka. Trong tình hình hiện tại, Ukraine đã mất quyền kiểm soát khoảng 95% diện tích tỉnh Lugansk. Nếu như cứ theo cái đà này, Ukraine sẽ sớm phải đối mặt với nguy cơ mất trắng tỉnh Lugansk. Trước sự thất thế nặng nề ở Donbass, Ukraine lại tiếp tục thúc giục Mỹ và đồng minh NATO chuyển loại vũ khí mà họ cần khẩn cấp. Thế nhưng phương Tây thì vẫn đang chần chừ vì một số lý do. Loại vũ khí mà các lãnh đạo Ukraine đang kêu gọi Mỹ và các nước NATO viện trợ chính là các hệ thống rocket phóng loạt MLRS. Trong biên chế của Ukraine đã có nhiều hệ thống vũ khí hạng nặng của phương Tây, bao gồm lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất như đã nêu trên. Tuy nhiên thì Ukraine nói rằng họ vẫn cần nhiều hơn như thế. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã cho biết, nhu cầu khẩn cấp nhất của Kiev lúc này chính là có hệ thống MLRS mà Ukraine tin rằng có thể thay đổi cuộc chơi trước sự áp đảo của hệ thống vũ khí hạng nặng Nga đang triển khai ở Donbass. MLRS còn là loại vũ khí đã được Ukraine đưa lên đầu danh sách vũ khí mà họ yêu cầu viện trợ khi chiến dịch quân sự giai đoạn 2 của Nga đang tập trung vào cuộc đối đầu giữa các hệ thống pháo và hỏa lực. Và đây còn là hệ thống bệ phóng rocket được đặt trên một phương tiện có thể di chuyển cơ động. Chúng giúp các quân nhân đa dạng hướng tấn công trong thời gian ngắn, di tản nhanh chóng để tránh bị đối thủ phản công. Mỹ hiện có hai dòng MLRS là M270 và M142 HIMARS. Rocket phóng từ M270 có thể tấn công mục tiêu trong khoảng cách từ 32 cho đến 64 km. Với những hỏa lực hiện đại, thậm chí cho tầm tấn công 160 km. Trong khi đó thì M142 HIMARS sở hữu rocket với tầm tấn công tiêu chuẩn là gần 300 km, trong khi đạn đặc biệt có thể đạt tầm tấn công là 500 km. Nếu như đặt lên bàn cân so sánh thì M777 chỉ là có tầm tấn công 40 km thôi, ngắn hơn hẳn với các hệ thống MLRS. Và chính vì vậy, Ukraine đang tha thiết cầu xin Mỹ và phương Tây sớm gửi cho họ loại vũ khí này. Mặc dù Ukraine cũng sở hữu MLRS trong kho vũ khí, thế nhưng chúng đều là từ thời Liên Xô. Trở trở thay, Nga lại là bên duy nhất còn sản xuất số lượng lớn đạn dược cho các hệ thống dạng này. Cho nên, Kiev nói rằng họ cần phương Tây lấp vào khoảng trống MLRS mà họ đang thiếu. Nếu Ukraine có được MLRS, với tầm xa hơn sẽ cho phép Ukraine nhằm mục tiêu vào các hệ thống pháo binh của Nga, các cơ sở hậu cần của Moscow ở miền đông, thậm chí giúp cho Kiev phá ưu thế áp đảo của hải quân ở Biển Đen. Còn về phía Mỹ thì sao? Nước này cũng đang cân nhắc và có thể sẽ thông qua việc gửi các hệ thống tên lửa tầm xa tiên tiến hơn cho Ukraine. Thế nhưng Mỹ cũng lo ngại về việc các hệ thống MLRS có thể bị Nga xem là phương Tây đang cố tình muốn leo thang căng thẳng với Moscow, cho nên chưa đưa ra quyết định. Vâng, trong khi Mỹ còn đang phân vân không biết nên làm như thế nào, thì có khi quân đội Ukraine đã bại trận trước quân đội Nga mất tiêu rồi. Có lẽ mục tiêu kiểm soát miền đông Ukraine của Nga chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Các bạn có cùng suy nghĩ này với chúng mình hay không? Hãy cùng chia sẻ quan điểm của bạn cho mọi người cùng được biết ngay nhé! Đến đây thì video ngày hôm nay của TV Trends cũng xin được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã cùng xem hết video này của tụi mình. Các bạn có nhận xét gì về chủ đề này hay không? Hãy cùng để lại comment bên dưới để bàn luận với tụi mình nhé! Nhấn like, share, subscribe, bấm nút chuông, nhận thông báo để chúng ta cùng nhau theo dõi những tin tức nóng hổi nhất. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở các video thú vị tiếp theo của TV Trends nâng tầm kiến thức.